Xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm bánh hủ tiếu mì Hoành Thánh. Đó, nhìn tôi kìa. Hồi trước hôm đi làm thịt, không có một bao thịt, một bao tôm, một chén hành, hai muỗng bột nêm, ba muỗng canh hành lá. Bỏ đều vào, trộn đều lên để 2 tablespoon mình để đặng ít. Mình trộn đều lên. Còn lát mình bỏ phần còn lại. Củ hành cũng vậy. Củ hành này, củ hành mình cắt hạt lựu để cho nó thơm. Bóp cho nó nhuyễn nha, cho nó mix lại với nhau, cho nó đều hòa lẫn với nhau. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi làm Hoành Thánh. Thì cái thau mà mình trộn rồi đó, rồi cái Hoành Thánh cái vỏ mình mua sẵn ngoài chợ và một chén nước, mình không cần phải xài bột hay trứng. Đây mình vẫn nhìn thấy đẹp chưa, chỉ cần nước thôi, không cần trứng hay là bột gì hết, mà nó dính nó không bị sút. Đó, nhìn thấy hấp dẫn chưa, thấy ngon, làm rất là nhanh luôn. Có thể xài tí nước lạnh hoặc là có thể không xài nước cũng được. Mình chỉ bóp cái kiểu bóp như vậy, mấy đầu bóp lại với nhau rồi luộc. Nhìn hấp dẫn chưa? So you want me to try that? Yeah. Okay. Like this? And then... Yeah. Right. Forward. Yes. Yeah. Oh. And turn it up. You can see. Oh. Yeah. you didn't see it yet. Water. A little bit of water. Oh, yeah. Stay later. I forgot. Okay. Let's see. It looks nice too. It looks like it's hugging. I love myself. Yeah. When we do it, we put a lot of meat, but. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi pha, mình luộc. Bắt đầu nước sôi và đổ 2 muỗng dầu vào. Sau đó mình bỏ Hoành Thánh, nước sôi bỏ Hoành Thánh vào và bắt đầu cho nó sôi lại. Rồi mình bắt đầu mình tính giờ khoảng 3 phút. Rồi sau đó mình vớt cái gỗ cho nó ráo tí. Rồi mình bỏ vào cái dĩa. Nhớ mình để từng lớp như vậy chứ đừng có bỏ chồng với nhau, hơi nó sẽ bị dính. Rồi tiếp tục cứ luộc phần còn lại cho tới lúc xong. Rồi đây là cái tô Hoành Thánh mì hủ tiếu mì Hoành Thánh. Có tôm, có thịt gà lôi, rồi cái gì nữa đây này, chả lụa. Mình tô hấp dẫn hầm ngon, nhìn thấy đó bụng chưa. Đây ở nhà rồi, sau đó mình thưởng thức một người một tô. Ngay cái dịp gà lôi rồi luôn, mình làm gà lôi luôn. Rồi bắt đầu mình tiếp tục đổ vào. Ai muốn ăn thì mình đổ. Rồi xin mời cả nhà. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi với mình. Chào, bye bye. Mình quên chia sẻ cái nồi nước lèo này gồm có tôm khô và thịt gà. Mình nêm gia vị đường bột ngọt vào thì nó ra thành cái nồi nước lèo.